Chiều ngày 3 tháng 5, Bộ Y tế cho biết trong ngày cả nước có thêm 1.201 ca mắc COVID-19. Mặc dù không ghi nhận ca tử vong, nhưng có tới 121 bệnh nhân COVID-19 nặng đang phải thở oxy và thở máy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có trên 11,56 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 10,62 triệu người khỏi bệnh, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về điều trị, trong số 121 bệnh nhân COVID-19 nặng có 88 trường hợp phải thở oxy, số còn lại phải thở máy. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.195 ca. Chỉ tính 4 ngày nghỉ lễ mới đây, có tới 17 bệnh nhân COVID-19 nặng tử vong. Chiều ngày 3 tháng 5, ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận vào tối ngày 2 tháng 5, lực lượng an ninh sân bay đã phát hiện hai người đàn ông nghi mang chất nổ vào sân bay. Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 10 phút ngày 2 tháng 5, tại khu vực kiểm tra an ninh hàng không hành khách, hành lý xách tay đường bay Phú Quốc, Hà Nội, nhân viên an ninh soi chiếu phát hiện một túi bột trong hành lý xách tay của hành khách Nguyễn Xuân Định, 49 tuổi, trú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Một túi bột và một túi đá cục trong hành lý xách tay của hành khách Nông Bô Su, 50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Hai túi bột được máy soi cảnh báo màu đỏ với dòng chữ Explosive Detected, phát hiện chất nổ. Hai hành khách này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hai túi bột. Hai người đàn ông này khai nhận, hai túi bột nói trên là tinh quặng được sai ra để bán cho khách hàng. Họ đã mua hai túi bột này từ một cửa hàng Kim Hoàng ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi mang đi Phú Quốc cách đó 4 ngày và khi chuẩn bị khởi hành từ Phú Quốc đi Hà Nội thì bị phát hiện. Ngày 3 tháng 5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận đối tượng T, sinh năm 2009, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, từ đơn vị chức năng để điều tra xử lý vụ trộm xe khách 30 chỗ ngồi tại một gara ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. Sau khi trộm, T điều khiển xe đến đoạn đường phía trước khu công nghiệp Phan Thiết thì bị lạc tay lái, lao lên lề đường đâm vào bảng hiệu của nhà dân, rồi tiếp tục đâm vào chiếc xe máy đang dừng ở lề đường. Sau đó T bị người dân đuổi theo, lợi dụng đêm tối, T đã bỏ trốn. Đến chiều ngày 2 tháng 5, công an xã Hàm Liêm đã phát hiện và bắt giữ được T. Điều đáng nói, trước đó T đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe ô tô tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và ở thành phố Phan Thiết, nhưng được tại ngoại do mới 14 tuổi. Chiều ngày 3 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, thống kê qua 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 129 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người. Con số trên so với cùng kỳ năm trước đều giảm. Trong các vụ tai nạn giao thông, tuyến đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 64 người và khiến 90 người bị thương. Tuyến đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 3 người. Tuyến đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng thống kê qua 5 ngày nghỉ lễ trên tuyến đường bộ trong toàn quốc, lực lượng chức năng đã xử lý gần 50.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 107 tỷ đồng, tạm giữ hơn 800 xe ô tô và hơn 20.000 xe mô tô và các phương tiện khác, tước hơn 11.000 giấy phép lái xe các loại. Chiều ngày 3 tháng 5, Ban Quản lý Điểm Du lịch Bào Trắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng nay tại vị trí cuối đuôi bào bà, danh thắng bào trắng có hai bào nước gồm bào ong và bào bà. Về hướng đông nam, đoạn tiếp giáp giữa bờ hồ Bào Bà và chân đồi cát Trinh Nữ xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 70-80m, chiều ngang nước lấn vào đồi cát khoảng 25m. Tại hiện trường, một khối lượng cát rất lớn đã đổ sụp xuống khu vực hồ nước Bào Bà, không có thiệt hại về người. Dự đoán nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do mạch nước theo dòng chảy ăn sâu vào bề mặt dưới đồi cát, tích tụ lâu ngày làm lỏng chân cát, mạch nước trổ dẫn đến sụp lún. Ngày 3 tháng 5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cửa ngõ phía Tây khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ hay kẹt xe. Ghi nhận tại Tiền Giang và Long An, các điểm nóng đều có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực điều tiết giao thông. Trong ngày 3 tháng 5, lực lượng phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu bình thường, không xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ kéo dài. Tại Kiên Giang, tính từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, có khoảng 50 chuyến tàu cao tốc phà từ thành phố Hà Tiên, thành phố Rạch Giá đi Hòn Sơn, Nam Du, Kiên Hải, thành phố Phú Quốc và ngược lại. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, dự kiến tổng khai thác từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 có 594 lượt máy bay cất hạ cánh, trong đó bay quốc tế 48 lượt cất hạ cánh, quốc nội có 546 lượt cất hạ cánh.